Xin chào bác, quay trở lại với kênh xe đạp, kênh review đánh giá những chiếc xe đạp chính hãng nhập khẩu. Video hôm nay em giới thiệu các bác mẫu xe đạp gập đến từ thương hiệu Daewon, một thương hiệu rất là nổi tiếng về sản xuất xe đạp gập của Mỹ. Xe được trang bị bộ rúp Shimano khung nhôm nước sơn nguyên bản. Xe là nhập khẩu nguyên chiếc chính hãng. Chiếc xe đạp gập rất là gọn nhẹ các bác. Không gian nó không được rộng rãi để một chiếc xe đạp để đi tập thể dục. Để lựa chọn một cái chiếc xe đạp gập rất là hợp lý. Là gập vào để vào trong cốp ô tô hay là đi du lịch hay là đi đâu thì cũng được. Thương hiệu Daewon rất là nổi tiếng về sản xuất những cái chiếc khung xe đạp gập rất là nổi tiếng của Mỹ. Đây, những cái tem Mỹ. Tem Mỹ ở Mỹ đâu cũng có. Thương hiệu cực kỳ nổi tiếng của Mỹ. Và trang bị bộ chuyển động sau Shimano với 6 tầng lip và có 1 tầng đĩa. Đấy là 20 inch phanh V. Và size của chiếc xe là gì? Chẳng được phần phải đâu ạ. Vì là những cái cọc yên này hay là những cái ni lông này nó có thể kéo dài rất là nhiều. Nên nó phát hẳn xuống đây được. Nó có thể cho cao được lên rất là nhiều luôn. Phù hợp với mọi chiều cao. Đây là cái ni lông này cái gì? Nên thì rất là cao. Chúng sẽ vào chuyển động của chiếc xe để cho bác xem. Một số bác hay hỏi về giá của những cái chiếc xe em đưa lên thì thứ nhất là các bác ấn mũi tên trỏ xuống thì ở phần tiêu đề em có công khai giá. Hoặc là ở phần cuối video em sẽ nói giá và size của chiếc xe. Ngoài ra các bác ấn đăng ký cộng ấn chuông chọn tất cả để theo dõi các cái xe em sẽ đăng lên trên kênh trong thời gian tới. Chiếc xe này đang bán bên em với mức giá chỉ có là 4,5 triệu bao ship toàn quốc cho tất cả các bác, chuyển hết tiền và bảo hành 1 năm cho các bác mua xe. Các bác quan tâm đến chiếc xe thì liên hệ số Zalo trên màn hình 0975709943. Ngoài ra thì các bác đăng ký kênh ở góc phải màn hình cộng với cả là nút chuông để nhận được những thông báo mới nhất về những chiếc xe khác bọn em đưa lên kênh. Cảm ơn các bác đã xem hết video, hẹn gặp lại các bác trong những video lần sau.